Tuyết rơi dày cũng khiến 10 km đường quốc lộ 4D đoạn từ Lai Châu sang Lào Cai tê liệt suốt 24 giờ qua. Đến chiều nay vẫn còn hơn chục chiếc xe bị ách tắc tại chỗ, nhiều xe đã phải quay trở lại Lai Châu. Lực lượng cứu hộ của tỉnh Lào Cai đang gấp rút triển khai san gạt tuyết nhằm thông đường trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, nghe tin Sapa tuyết rơi, khoảng 5.000 lượt người đổ về khiến quốc lộ 4D tắc nghẽn nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cùng cảnh sát giao thông địa phương đã cấm một số ô tô lên đèo Ô Quy Hồ, chỉ cho phép xe máy qua lại. Đợt mưa tuyết bất thường cũng xảy ra nhiều thiệt hại về nông nghiệp. Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, hơn 100 ha su su và 100 ha hoa của nông dân bị mất trắng. Trong đó có hơn 50% diện tích su su bị sập dàn hoàn toàn, 100% diện tích rau màu bị tuyết vùi lấp, không thể cứu vãn. Chính sự bất thường của thời tiết đã khiến người dân không kịp có những biện pháp đối phó kịp thời. Theo các cái số liệu thống kê của chúng tôi từ năm 1961 đến giờ thì là chưa từng có một cái đợt mưa. Nó có hai cái đặc điểm, một là xảy ra tuyết ở Sapa cũng như là ở bên phía Đồng Văn của Hà Giang. Và hai nữa là một cái đợt mưa lớn và diện rộng cho hầu hết các cái tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ cũng như là vùng núi phía Bắc. Nhiệt độ xuống thấp khiến một số huyện miền núi xuất hiện hiện tượng băng tuyết, mưa tuyết phủ trắng đường như Sapa, Sa Ý Tý, Bát Sát, Tà Ngải Trồ, Cao Sơn, Mường Khương. Mưa tuyết còn xuất hiện ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, tại các huyện Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đây là đợt mưa tuyết đầu tiên xuất hiện ở các khu vực này trong mùa đông năm nay. Ngày mai, tuyết ít có khả năng xuất hiện vì nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại. Để tạo có được cái đợt mưa tuyết kiểu này thì bao giờ nó cũng phải có hai cái đi cùng với nhau. Một là phía tầng thấp ấy, là không khí lạnh phải mạnh và tăng cường sâu xuống là tạo thành một cái rét rất là sâu. Cái yếu tố thứ hai nữa là phía trên cao, cái tầng khí quyển trên cao phải có một cái dòng xiết đủ mạnh trước một cái rãnh trong đới gió Tây. Hai cái này cộng lại thì mới tạo ra được một cái mưa tuyết và mưa rét đến như vậy. Thì cái đợt này là một đợt rất là điển hình và mạnh mẽ cho cái dạng như thế này. Trước đó vào giữa tháng 3 năm 2011, một đợt mưa tuyết bất thường cũng diễn ra ở nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc. Theo lý giải của các chuyên gia khí tượng, biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng thay đổi rất bất thường, khiến mùa đông ngày càng buốt giá.